Thiền Kim Family Car Hải Dương xin giới thiệu với toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Kia Rio sản xuất 2014, xe nhập khẩu nguyên chiếc bản hatchback, số tự động 1.4, form option đầy đủ, đề khóa thông minh và cửa sổ trời. Hiện tại chiếc xe này đang được chào bán tại Family Car là 465 triệu bao rút hồ sơ, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Xe đi hơn 4 vạn, rất là đẹp, màu trắng, có độ bánh rất là mới. Đây em sẽ quay chi tiết nội thất, thân vỏ, máy móc cho toàn thể quý anh chị và các bạn xem qua chiếc Kia Rio hatchback số tự động. Xe đẹp từ trong ra ngoài. Về chất xe thì bên em cam kết là không đâm xô tai nạn ngập nước. Xe thì có bắn tỉa tí sơn theo thời gian vì cái màu trắng này bắt buộc là phải như thế rồi. Nếu mà mình đi mà mình xước sát, mình không tỉa tốt thì nhìn nó rất là bẩn. Xe đẹp từ trong ra ngoài, form dáng rất là hiện đại, trẻ trung. Ngược lại tính năng option của dòng này cũng rất là đầy đủ. Em sẽ quay nội thất cho toàn thể quý anh chị và các bạn cùng xem qua. Xe đang order là 4 vạn nhé. Đây, số tự động, đề khóa thông minh, cửa sổ trời, phím tích hợp trên vô lăng. Xe được trang bị thêm túi khí đầy đủ. Anh chị em thiện chí thì xin vui lòng liên hệ theo số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888, đến trực tiếp giao dịch tại Family Car Hải Dương, số 100.5 đường Trường Chinh. Sản xuất 2014, số tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc và giá tiền đang chào bán là 465 triệu. Thiện chí xem xe thì có thương lượng. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Hiền Kim ở trên YouTube ô tô Hiền Kim cũng như trên trang web ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương để được cập nhật nhiều xe hơn tại Family Car Hải Dương.